Năm Diệt cần chuẩn bị để canh Tý 1960 thần tài đoái thương, ban lộc cực lớn trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Xin kính chào cô bác canh Tý 1960 đã đến với chương trình hôm nay. Thật sự, thời gian qua chắc hẳn cô bác đã trải qua không ít thử thách và biến động. Từ những thiên tai ập đến bất ngờ, mưa bão cuồng phong khiến cuộc sống nhiều khi như chông chênh, lo lắng. Chúng tôi rất hiểu và cảm thông với những khó khăn mà cô bác đang phải đối mặt. Nhưng dù cuộc sống có nhiều thử thách, cô bác vẫn luôn giữ vững niềm tin và bản lĩnh, phải không ạ? Những lúc gian nan thế này, có lẽ điều quan trọng nhất chính là không ngừng hy vọng vào những ngày tháng tốt đẹp phía trước. Hôm nay, chương trình của chúng ta không chỉ dừng lại ở những lời tâm sự chân thành, mà còn muốn cùng cô bác tìm hiểu sâu hơn về vận trình của tuổi canh Tý 1960 trong 10 ngày cuối của tháng 9 âm lịch. Liệu có những điềm lành, cơ hội bứt phá nào đang chờ đợi, hay cô bác cần phải đề phòng điều gì? Chúng tôi sẽ đồng hành cùng cô bác để hé lộ những bí mật động trời, giúp cô bác vững tâm hơn trong những ngày sắp tới. Tổng quan các phương diện cuộc sống của tuổi canh Tý 1960 vào cuối tháng 9 âm lịch. 1. Sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, tuổi canh Tý cần chú ý nhiều hơn, đặc biệt là các vấn đề về xương khớp và huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bác, do đó cần chăm sóc và giữ ấm cơ thể thật tốt. Đồng thời, hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để giữ gìn thể lực. Những cô bác đang gặp vấn đề về sức khỏe cũng cần kiên nhẫn, không nên lo lắng quá mức, hãy tin tưởng vào quá trình điều trị và luôn giữ tinh thần thoải mái. 2. Gia đạo và gia đình. Gia đình là điểm tựa vững chắc cho tuổi canh Tý trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch. Cô bác sẽ nhận được sự ủng hộ, yêu thương từ con cháu và người thân, mang lại niềm vui và sự an ủi lớn. Có thể sẽ có một vài xích mích nhỏ hoặc mâu thuẫn không đáng có trong gia đình, nhưng hãy yên tâm, với sự khéo léo và lòng bao dung của mình, cô bác sẽ nhanh chóng hóa giải mọi hiểu lầm. Tháng này còn là thời điểm tốt để vun đắp tình cảm gia đình, tổ chức các buổi gặp mặt, quây quần để tạo thêm gắn kết. 3. Tài lộc và tài chính. Tháng này có dấu hiệu thuận lợi về tài chính cho tuổi canh Tý. Những cô bác vẫn đang kinh doanh hoặc đầu tư sẽ nhận được những tin vui bất ngờ, có thể là một khoản lợi nhuận bất ngờ hoặc những cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong việc tính toán chi tiêu, đừng quá vội vàng hoặc mạo hiểm với những quyết định lớn. Đối với cô bác đã nghỉ hưu, đây là thời gian mà tài chính của cô bác ổn định, không có nhiều biến động. Dù sao, việc tiết kiệm và sử dụng tài sản một cách khôn ngoan vẫn là điều cần lưu ý để đảm bảo an tâm về lâu dài. 4. Sự nghiệp. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, đây là thời gian mà sự tĩnh lặng và thư thái trong cuộc sống thường nhật trở nên quý giá. Tuy nhiên, cô bác vẫn không tránh khỏi lo âu về con cái và gia đình. Mặc dù không còn phải đối diện với áp lực công việc, nhưng những người tuổi canh Tý vẫn luôn có tâm lý muốn đóng góp, giúp đỡ cho con cháu và mong mọi sự thuận lợi, suôn sẻ. Cô bác có thể sẽ thấy mình tham gia vào những hoạt động mới hoặc cố vấn, hỗ trợ cho người thân về công việc hoặc cuộc sống. Đối với những cô bác vẫn còn đi làm, tháng này mang đến cho cô bác nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý có thể gặp phải một số trở ngại bất ngờ, đòi hỏi phải linh hoạt, kiên nhẫn. Đừng quá lo lắng, với sự từng trải và kiến thức của mình, cô bác hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách. Điều quan trọng là không ngừng giữ vững tinh thần lạc quan và biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Mời quý vị cùng chiêm nghiệm và lắng nghe chi tiết. Ngày 20 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, ngày hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn,
nhưng cô bác hãy giữ vững tâm trạng tích cực. Những nhiệm vụ sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ và cô bác có thể sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên. Hãy tiếp tục phát huy năng lực của mình và không ngừng học hỏi. Gia đạo, gia đình hôm nay sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô bác. Sự quan tâm và yêu thương từ các thành viên sẽ mang lại cho cô bác cảm giác bình yên. Hãy cùng nhau tổ chức một buổi tụ tập nhẹ nhàng, nơi mà mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện và niềm vui trong cuộc sống. Tài lộc, tình hình tài chính hôm nay có thể không có nhiều biến động. Hãy chú ý đến việc quản lý ngân sách và xem xét các khoản chi tiêu cần thiết. Việc tiết kiệm từ hôm nay sẽ mang lại lợi ích lớn cho tương lai. Sức khỏe, cuối cùng, về sức khỏe, cô bác hãy chắc chắn rằng mình có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ. Hãy chăm sóc bản thân qua việc tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà cô bác có, hãy gìn giữ nó một cách cẩn thận. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp hôm nay sẽ mang đến cho cô bác những thách thức mới trong công việc, nhưng đừng lo lắng. Với kinh nghiệm và sự khéo léo của mình, cô bác hoàn toàn có thể vượt qua. Hãy mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ cô bác. Gia đạo, trong gia đình, hôm nay sẽ có một bầu không khí yên bình. Cô bác có thể dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng cùng với các thành viên trong gia đình như xem phim hoặc chơi cờ. Những hoạt động này sẽ giúp gắn kết tình cảm và tạo ra không khí vui vẻ. Tài lộc, tình hình tài chính hôm nay có thể không có sự thay đổi lớn, nhưng cô bác hãy luôn cẩn trọng trong việc chi tiêu. Hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng để đảm bảo sự ổn định cho tương lai. Nếu có cơ hội, hãy thử đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng. Sức khỏe, về mặt sức khỏe, cô bác cần chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý. Hãy dành thời gian cho bản thân và tham gia vào những hoạt động thư giãn mà cô bác yêu thích. Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là rất quan trọng để có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn với công việc, nhưng cô bác hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ. Hãy tập trung vào nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Sự tận tâm và nghiêm túc trong công việc sẽ giúp cô bác nhận được sự ghi nhận từ mọi người xung quanh. Gia đạo, không khí gia đình hôm nay sẽ rất ấm áp. Các thành viên có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Cô bác hãy tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ này và tạo ra những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Sự đoàn kết và tình yêu thương trong gia đình chính là tài sản quý giá nhất. Tài lộc, tài chính hôm nay có thể có một số khoản chi bất ngờ, nhưng không cần quá lo lắng. Cô bác hãy quản lý ngân sách một cách hợp lý và cẩn thận trong việc chi tiêu. Nếu cần thiết, hãy tham khảo ý kiến của con cháu để có được sự hỗ trợ tài chính. Sức khỏe, cần chú ý đến sức khỏe hơn trong ngày hôm nay. Hãy đảm bảo rằng cô bác có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ. Nếu có thể, hãy tham gia vào một hoạt động thể thao nhẹ nhàng để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Ngày 23 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, ngày hôm nay sẽ mang lại cho cô bác một cái nhìn mới mẻ về công việc. Nếu còn tham gia vào công việc, cô bác có thể sẽ tìm ra những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề còn tồn đọng. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình, bởi vì những sáng kiến này có thể mang lại lợi ích lớn cho công việc. Gia đạo, trong gia đình, không khí sẽ rất hòa thuận và vui vẻ. Hôm nay là ngày tốt để tổ chức một buổi trò chuyện thân mật giữa các thành viên. Cô bác có thể khuyến khích mọi người chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp tăng cường tình cảm gia đình và tạo ra một môi trường ấm áp hơn. Tài lộc, tình hình tài chính hôm nay có thể sẽ có một vài thay đổi nhỏ. Hãy chú ý đến các khoản chi tiêu và tìm cách tiết kiệm,
Điều này sẽ giúp cô bác duy trì sự ổn định trong tương lai. Cô bác có thể tham khảo ý kiến của con cháu về việc đầu tư thông minh hơn. Sức khỏe, về sức khỏe, hôm nay cô bác cần chú ý đến chế độ sinh hoạt hàng ngày. Hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Một buổi chiều thư giãn với một quyển sách hay hoặc một bộ phim sẽ rất tốt cho tinh thần. Ngày 24 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, hôm nay, cô bác có thể sẽ cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào trong công việc. Nếu còn tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp, cô bác có thể sẽ nhận được những lời khen từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Đây là thời điểm tốt để phát huy tối đa khả năng và tạo dấu ấn riêng của mình trong công việc. Gia đạo, không khí trong gia đình sẽ trở nên gần gũi hơn. Cô bác có thể dành thời gian chia sẻ những kỷ niệm với con cháu hoặc tổ chức một bữa ăn tối cùng nhau. Những hoạt động như vậy sẽ giúp mọi người cảm thấy gần gũi và gắn kết hơn. Hãy nhớ rằng, những khoảnh khắc này chính là nguồn động viên lớn lao cho mọi người. Tài lộc, tình hình tài chính hôm nay có thể có một số cơ hội mới. Có thể cô bác sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ từ các nguồn không mong đợi. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn trọng trong việc chi tiêu, bởi vì việc quản lý tài chính là rất quan trọng để duy trì sự ổn định. Sức khỏe, cần chú ý đến sức khỏe hơn trong ngày hôm nay. Hãy đảm bảo rằng cô bác uống đủ nước và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Một buổi đi bộ nhẹ nhàng hoặc tập yoga sẽ rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của cô bác. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, cô bác sẽ cảm thấy tinh thần làm việc hăng say hơn trong ngày hôm nay. Có thể sẽ có những cuộc họp hoặc trao đổi ý tưởng quan trọng, nơi mà cô bác có thể đóng góp những quan điểm của mình. Hãy tự tin thể hiện khả năng của bản thân, bởi vì những đóng góp của cô bác sẽ được mọi người ghi nhận và đánh giá cao. Gia đạo, không khí gia đình hôm nay sẽ rất vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Các thành viên trong gia đình có thể tụ tập và tổ chức một buổi tiệc nhỏ hoặc một bữa ăn thân mật. Những khoảnh khắc này sẽ tạo ra kỷ niệm đẹp và giúp thắt chặt thêm mối quan hệ trong gia đình. Hãy nhớ rằng, sự ấm cúng và yêu thương trong gia đình chính là động lực giúp cô bác vượt qua mọi khó khăn. Tài lộc, tình hình tài chính hôm nay có thể sẽ ổn định. Các khoản chi tiêu có thể được kiểm soát tốt và cô bác có thể nhận được sự hỗ trợ từ con cháu nếu cần thiết. Hãy dành thời gian để xem xét và đánh giá các khoản đầu tư, từ đó có những quyết định sáng suốt cho tương lai. Sức khỏe của cô bác hôm nay có thể sẽ tốt, nhưng vẫn cần chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý. Hãy dành thời gian để thư giãn và tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp tinh thần trở nên thoải mái hơn. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, ngày hôm nay sẽ mang lại cho cô bác một cảm giác hứng khởi trong công việc. Nếu cô bác vẫn còn tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp, đây chính là thời điểm tốt để thực hiện những kế hoạch còn dang dở. Hãy nhớ rằng, sự chăm chỉ và kiên nhẫn sẽ đem lại những kết quả tích cực. Cô bác có thể tìm thấy những cơ hội mới, giúp tăng cường động lực và năng suất làm việc. Gia đạo, gia đình sẽ là nơi cô bác tìm thấy niềm an ủi và động viên trong hôm nay. Các thành viên trong gia đình sẽ thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm nhiều hơn. Cô bác có thể cùng con cháu tham gia vào một hoạt động ngoài trời như đi dạo, hoặc đơn giản là cùng nhau nấu ăn và thưởng thức bữa tối ngon miệng. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này chính là điều làm nên hạnh phúc gia đình. Tài lộc, tài chính hôm nay có thể sẽ có một số biến động nhỏ. Cô bác nên kiểm tra lại các khoản chi tiêu trong tháng này và cân nhắc đến những chi phí không cần thiết. Việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận sẽ giúp cô bác giữ vững tình hình tài chính ổn định trong tương lai. Sức khỏe, về mặt sức khỏe, hôm nay là thời điểm tốt để cô bác chăm sóc bản thân hơn. Hãy tìm thời gian để thư giãn, có thể thông qua việc đọc sách.
nghe nhạc hoặc thiền. Cô bác cũng nên chú ý đến việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày 27 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, ngày hôm nay, cô bác có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong môi trường làm việc. Những ý tưởng sáng tạo mới sẽ xuất hiện và cô bác có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các đồng nghiệp trẻ hơn. Sự tự tin và bản lĩnh của cô bác sẽ là nguồn cảm hứng cho họ. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo của mình, đồng thời tạo ra những kết nối sâu sắc hơn với đồng nghiệp. Gia đạo, không khí trong gia đình hôm nay sẽ rất hòa thuận. Các thành viên sẽ tìm thấy sự gắn kết và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cô bác có thể tổ chức một buổi trò chuyện thân mật, nơi mà mọi người cùng nhau chia sẻ những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Những buổi trò chuyện như vậy không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp thắt chặt thêm mối quan hệ gia đình. Tài lộc, tình hình tài chính ngày hôm nay có thể xuất hiện một vài cơ hội bất ngờ. Có thể cô bác sẽ nhận được một khoản tiền từ những khoản đầu tư trước đó hoặc sự giúp đỡ từ con cháu. Hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính cẩn thận vẫn là điều quan trọng nhất. Cô bác nên lưu ý đến cách chi tiêu và tiết kiệm để duy trì sự ổn định trong tương lai. Sức khỏe, hôm nay, sức khỏe của cô bác có vẻ ổn định, nhưng vẫn cần lưu ý đến các vấn đề nhỏ có thể phát sinh. Hãy đảm bảo rằng cô bác luôn giữ tinh thần vui vẻ và tích cực. Tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như yoga hoặc đi bộ sẽ giúp cô bác duy trì sức khỏe và tinh thần thoải mái. Ngày 28 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, nếu cô bác vẫn đang làm việc, hôm nay có thể sẽ là một ngày khá nhẹ nhàng. Công việc sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và cô bác có thể dành thời gian để hoàn thiện những nhiệm vụ còn dang dở. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện sự tinh tế và khéo léo của mình trong giao tiếp với đồng nghiệp. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và giúp đỡ những người xung quanh, vì những hành động nhỏ này sẽ góp phần xây dựng một môi trường làm việc thân thiện hơn. Gia đạo, hôm nay, bầu không khí gia đình có phần yên tĩnh hơn, nhưng đây chính là thời điểm lý tưởng để cô bác tận hưởng sự bình yên. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn, đọc sách hoặc tham gia vào các hoạt động mà cô bác yêu thích. Những phút giây tĩnh lặng này sẽ giúp tái tạo năng lượng và mang lại sự thư thái cho tâm hồn. Tài lộc, về tài chính, hôm nay có thể xuất hiện một số khoản chi không dự tính. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, cô bác hoàn toàn có khả năng kiểm soát chi tiêu của mình. Hãy xem xét các khoản chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Quản lý tài chính thông minh sẽ giúp cô bác duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Sức khỏe, hôm nay là một ngày lý tưởng để cô bác chăm sóc sức khỏe. Hãy dành thời gian kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc đi khám nếu có vấn đề cần lưu ý. Việc thường xuyên kiểm tra sức khỏe sẽ giúp cô bác phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và có phương pháp điều trị kịp thời. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Sự nghiệp, ngày hôm nay, cô bác có thể nhận được những tin vui từ công việc của con cháu. Điều này không chỉ mang lại niềm hạnh phúc mà còn tạo cơ hội để cô bác chia sẻ kinh nghiệm quý báu với thế hệ trẻ. Những ý tưởng mới mẻ mà các cháu đưa ra sẽ khiến cô bác cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng. Hãy dành thời gian để lắng nghe và khích lệ các cháu, vì sự ủng hộ của cô bác sẽ tiếp thêm động lực cho họ trong sự nghiệp. Gia đạo, không khí gia đình ngày hôm nay sẽ rất ấm cúng và hòa hợp. Cô bác có thể cùng các thành viên trong gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Những câu chuyện xưa cũ sẽ được kể lại, tạo nên một bầu không khí thân thiện và gần gũi. Cô bác hãy nhớ rằng, những khoảnh khắc này rất quý giá, hãy lưu giữ trong tim những hình ảnh tươi đẹp này. Tài lộc, tình hình tài chính của cô bác hôm nay khá ổn định, không có biến động lớn.
Các khoản đầu tư nhỏ mà cô bác đã thực hiện trong quá khứ có thể bắt đầu cho thấy lợi nhuận. Đây cũng là thời điểm tốt để xem xét lại các khoản tiết kiệm và đánh giá cách thức quản lý tài chính của mình, từ đó tìm ra những cách để tối ưu hóa chi tiêu. Sức khỏe, trong ngày hôm nay, cô bác nên chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng. Hãy bổ sung thật nhiều rau củ quả vào thực đơn hàng ngày, vì chúng rất tốt cho sức khỏe. Một buổi đi dạo nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cô bác cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài. Cuối chương trình, mời quý cô bác lắng nghe nội dung lời Phật dạy tâm bớt tham cầu, khổ tự tiêu tan. Thưa quý vị thân mến, trong dòng đời vội vã, con người thường mắc kẹt trong dòng xoáy của tham vọng và mong cầu vật chất. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, an lạc, nhưng lại không biết rằng chính sự tham cầu lại là nguồn gốc của khổ đau. Đức Phật đã dạy rằng, khi lòng bớt tham cầu, khổ tự tiêu tan. Lời dạy này như ánh sáng soi rọi, chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi những đau khổ, phiền muộn trong cuộc sống. 1. Tham cầu, gốc rễ của khổ đau. Cuộc sống hiện đại dường như đã vô tình gieo vào tâm trí mỗi người ý nghĩ rằng chỉ cần có thêm chút vật chất, quyền lực hay danh vọng, ta sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Khi ta đeo đuổi những thứ bên ngoài như tiền tài, danh vọng, địa vị, không ít lần ta sẽ cảm thấy trống rỗng và lo lắng. Tâm càng tham, khổ càng sâu. Lòng tham không chỉ xuất hiện khi ta khao khát những thứ chưa có, mà còn khi ta cố giữ chặt những gì đã thuộc về mình. Mỗi ngày, ta sống trong nỗi lo mất mát, trong sự tranh đấu không hồi kết để bảo vệ những thứ ta cho là quan trọng. Đức Phật đã nói, tham sân si chính là ba độc tố hủy hoại tâm hồn. Khi ta tham cầu quá nhiều, tâm sẽ luôn ở trong trạng thái bất an, dằn vặt, không bao giờ cảm thấy đủ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi khổ đau trong cuộc đời. 2. Buông xả chìa khóa của hạnh phúc. Buông xả không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ mà là biết chấp nhận cuộc sống một cách bình an, trân trọng những gì mình đang có. Khi ta không còn bám víu vào những ham muốn vô tận, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Phật dạy rằng hạnh phúc không nằm ở những gì ta có, mà nằm ở cách ta đối diện với những điều trong cuộc sống. Người có thể buông xả là người biết đủ, biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng niềm vui nhỏ bé, không còn lo lắng, sợ hãi về tương lai hay nuối tiếc quá khứ. Một câu chuyện trong kinh Phật kể rằng, có một thương gia giàu có đến gặp Đức Phật và bày tỏ sự phiền não của mình. Ông giàu có, nhưng lòng luôn lo sợ sẽ mất đi tài sản, mất đi uy tín và luôn muốn kiếm thêm thật nhiều. Đức Phật hỏi, nếu trong tay ngươi đang cầm quá nhiều thứ, ngươi có thể nắm thêm nữa không? Người thương gia lắc đầu, thừa nhận rằng tay ông đã đầy và nếu cố cầm thêm, ông sẽ đánh rơi tất cả. Đức Phật cười hiền, cuộc đời cũng vậy. Càng cố nắm chặt, càng dễ mất. Chỉ khi biết buông, lòng mới được thanh thản. 3. Thực hành tâm bớt tham cầu. Để có thể sống an lạc theo lời Phật dạy, chúng ta cần thực hành sự buông xả từ chính tâm hồn mình. Hãy nhìn sâu vào lòng mình và tự hỏi điều gì thực sự quan trọng. Tiền bạc có thể giúp ta có cuộc sống thoải mái, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc lâu dài. Danh vọng có thể mang đến sự kính nể, nhưng nó cũng mang theo áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt. Hãy nhìn mọi thứ dưới góc nhìn vô thường, mọi thứ trong cuộc đời đều tạm bợ, không có gì là mãi mãi. Thiền định là một phương pháp hữu hiệu giúp tâm tĩnh lặng và giảm bớt sự tham cầu. Khi thiền, ta quan sát rõ ràng hơn những suy nghĩ, những mong cầu của mình, nhận ra rằng mọi thứ đến rồi đi, không có gì là vĩnh viễn. Điều này giúp ta không còn bám víu vào những ham muốn, từ đó lòng nhẹ nhàng hơn, cuộc sống thanh thản hơn. Khi tâm bớt tham, cuộc sống sẽ trở nên giản dị hơn và niềm vui sẽ tự tìm đến.
4. Sự chuyển hóa của tâm hồn. Có một sự thật rằng không ai có thể tránh khỏi khổ đau trong cuộc sống. Nhưng cách chúng ta đối diện với khổ đau mới chính là điều quyết định hạnh phúc. Đức Phật đã chỉ ra rằng sự đau khổ xuất phát từ chính tâm trí của mỗi người. Khi ta hiểu được quy luật của vô thường, ta sẽ biết chấp nhận những mất mát, khó khăn trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Chính trong sự buông xả, không còn tham cầu, ta mới tìm thấy sự thanh thản, bình an thực sự. Những ai biết buông bỏ những ham muốn, những kỳ vọng không cần thiết, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và an lạc hơn. Đức Phật dạy rằng, khi tâm đã trong sạch, bình yên, mọi khổ đau sẽ tự tiêu tan như mây trời sau cơn giông bão. 5. Lời khuyên của Đức Phật dành cho tất cả chúng ta. Trong mỗi bước đi của cuộc đời, hãy tự hỏi bản thân, ta đang đi về đâu? Tham cầu có mang lại cho ta hạnh phúc thực sự hay chỉ là sự tạm bợ? Khi ta biết giảm bớt tham vọng, biết trân trọng những điều đơn giản, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình. Hãy sống với tâm trong sáng, biết đủ và biết buông bỏ những điều không cần thiết. Đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Kết lại, lời Phật dạy tâm bớt tham cầu, khổ tự tiêu tan không chỉ là một triết lý, mà còn là bài học sâu sắc về cách sống an lạc giữa cuộc đời đầy biến động. Bớt tham cầu, ta sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn. Từ đó, ta sẽ hiểu rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở bên ngoài, mà đến từ sự thanh thản, buông xả từ bên trong.